Chào các bạn đã trở lại kênh Chuyện Ma tác giả Hàng Bảo. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay, hãy like, bình luận cảm xúc khi nghe chuyện, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nha. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì khung giờ phát sóng của kênh Chuyện Ma tác giả Hàng Bảo sẽ phát vào lúc 19 giờ hàng ngày. Mọi người nhớ đón xem. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi cái phần cuối của cái câu chuyện ma mà bác Năm Thọ đã gửi về. Bác Năm Thọ thì Bảo nhắc lại là quê ở Sóc Trăng. Thì ở cái phần chuyện trước á, thì các bạn đã biết thì ở tay phải đi là nhà của ông Tư, rồi cách 50 thước là nhà của ông Út, rồi cách 50 thước nữa là nhà của ông Hai. Thì nhà của ông Út thì gồm có 4 người, ông bà Út với lại chú Hai và cô Ba. Thì sau khi mà ông Út ông mắc á, ông chết rồi á, thì ông rất là khó và ông trở về. Ông nhát con cái trong nhà, chỉ riêng là bà Út á, thì đỡ hơn thôi. Thì có một cái lần mà vào cái thất 49 của ông Út á, thì bên gia đình của ông bà Sáu có một người con trai duy nhất là chú Hai. Thì khi đó mới đi qua bên đây theo kiểu là người ta hàng xóm với nhau, qua cúng cái ngày thất lớn của một người mới mất. Thì hồi trước á, thì ông bà Sáu cũng ngỏ ý muốn làm xuôi với gia đình ông bà Út. Trong nhà thì cô Ba cũng như là bà Út, chú Hai đều đồng ý hết, chỉ riêng ông Út là ông không có chịu thôi. Thì khi mà cái bữa đó đi qua đó, thì ông bà Sáu á, bị ông Út ông nhát, khiến cho phải đi dời ngay trong cái lúc mà bà con người ta không có hiểu chuyện gì hết. Lúc đó cũng có ông Ba, thì ông Ba ông mới nói chuyện với lại chú Hai và bà Út, nói là ông bà Sáu bệnh cũng được, con trai đồ cũng tốt, sao mà không chịu gả. Thì ông chỉ nói như vậy thôi. Ông nói là hồi trước á, thì có ông Út á, thì ông Út không chịu. Thì thôi bây giờ ông dẫu sao thì mỗi người có một cái phần số. Ông Út đã mất rồi á, thì coi tính chuyện đi. Chờ để cho giống như người ta nói cái ý đại ý như là dù cái mối này rồi á, thì cũng rất là tiếc. Đó, thì cái khi ông Ba chỉ nói như duy nhất một vậy như vậy thôi. Thì khi mà ông đi về á, thì ông bị ông Út nhát, khiến cho ông phải chạy về nhà. Còn về mặt của chú Hai á, thì chú Hai cũng không có nói cái gì, chỉ có nói là không biết làm sao mà hồi trước á, tía con không chịu, con chịu rồi đó, má con cũng chịu, con ba nó cũng chịu, mà sao mà tía con không biết làm sao kỳ, chỉ nói là vậy thôi. Mà tối đêm đó là ông Út ông về, ông bóp cổ cả nhà. Thì sau khi mà khách khứa về hết trơn rồi, chú Hai mới đi vô ở trong nhà dọn dẹp phụ, sau đó là bắt đầu đi ngủ. Thì khoảng chừng là 10 giờ lúc đó chú Hai mới ngủ. Chú Hai ngủ ở ngoài nhà trước đó cả nhà. Còn bà Út á, với lại cô Ba thì vẫn ngủ ngang với nhau. Ở giữa là cái bàn thờ. Chú Hai đang nằm ngủ một cách ngon lành như vậy, do là cũng mệt. Cái tự dưng giữa khuya đó, thì chú mới không biết lúc đó chú thức chưa, hay là chú mở mắt ra chưa, mà chú thấy là có một cái bóng người đi vô từ cái cửa nhà chính. Mà chú kêu chú la thì không có được. Chú thấy rõ ràng cái bóng đó, mỗi khi mà đi gần lại, chú chắc chắn đó là vong hồn của ông Út, là tía ruột của mình. Chú Hai gặp chú Hai mới hết hồn rồi. Mà cái mặt của ông Út bây giờ ông về, cái mặt ông lạnh băng à. Kiểu là ông khó chịu lắm. Mắt ông thì trợn lên, ông dòm vô cái người chú Hai đang nằm ở trong mùng á. Ông mới bước gần lại. Ông bước gần lại mà cái thái độ giống như cực kỳ tức giận nha. Cái chú Hai ông biết rồi, ông mới la, ông la cỡ nào ông la không được cả nhà. Cái tự dưng ông Út cũng đang đứng ở dưới vậy đó, cái ông nhảy lên. Ông nhảy lên người của chú Hai, mà chú Hai la không được, động đậy không được luôn. Ông nhảy xong rồi ông mới đưa hai cái tay vào, ông bóp cổ, nghiến răng, chèo chèo á. Ông nói, tao bóp cổ mày, chứ mày binh người ngoài hả mày. Ông bóp cổ chú Hai, mà chú Hai nói lúc đó là nghẹt thở luôn nha các bạn, chứ không phải là giống như cái giấc mơ này nọ đâu. Nghẹt thở luôn, rất là khó chịu. Thì khi mà nó nghẹt quá, nghẹt thở rồi không thở được, cái chú Hai ổng mới gồng hết sức của ổng, thì ổng mới gồng một cái, ổng bật ổng ngồi dậy được. Ổng bật ổng ngồi dậy là ổng chắc chắn không phải nằm mơ, là bởi vì khi mà chú Hai bật ngồi dậy á, là vong hồn của ông Út ổng mới nhảy ra ngoài. Ổng nhảy ra ngoài cánh cửa rồi ổng đi xuyên qua cánh cửa luôn, mất tiêu luôn. Chú Hai cái miệng mà rất là sợ, rung hết trơn rồi. Chú mới dán, chú đập xuống cái trong giạc nữa. Chú đập một hồi thì bà Út ở bên kia với lại cô Ba cũng nghe,
rồi mới hỏi là chuyện gì. Bữa nay thì không phải như những cái bữa trước, bởi vì bản thân của chú hai đã gặp khá là nhiều lần rồi. Cái bà Út với lại cô ba mới lật đật bước xuống cả nhà, bước xuống rồi đi qua bên đây. Đi qua hỏi là chuyện gì, chuyện gì. Mở đèn rồi này nọ, dặn đèn cho nó sáng lên này nọ. Cái hồi cái chú hai ông có tỉnh tuồng lại đi. Ông mới kể là ông nói là má ơi má, tí ông về ông bóp cổ con. Ông đi cái cửa chính ông nhào lên bóp cổ con kìa. Ông bóp con ngoài nghẹt thở luôn á, làm như mà tí muốn bắt con đi luôn vậy má ơi. Bà bậy con. Tí bay dù sao cũng là cha ruột, mà cha ai bắt con thì chắc ông giận hờn cái vụ gì đó, cho nên là ông về ông làm vậy. Thôi để cho má với con ba ngủ chung với mày luôn, chứ sao mà ông này em cứ kỳ quá. Thì nói là nói với chú hai như vậy, nhưng mà riêng bà Út á, thì bà biết cả nhà. Bà không muốn cho chú hai sợ nên bà không muốn nói hết ý đâu. Cái bà mới đi lợi, bà lấy cái nhang á, bà đốt nữa, bà cúng. Bà nói là ông ơi, ông làm cái gì vậy? Con cái nó có làm gì sai đâu mà ông về ông bóp cổ nó. Ông mà làm kiểu này chắc giết mẹ con tôi bỏ nhà cho ông ở đây á. Mẹ con tôi đi luôn, không còn ở đây mà cúng kiến cho ông, hương quả cho ông nữa đâu. Thì bà dặn lên, bà cúng, bà khấn vái vậy. Khấn vái xong cái bà Út mới đi vô ngủ tiếp. Lúc đó thì cũng khá là lâu, cũng độ khoảng một tiếng mấy đồng hồ thì chú hai mới ngủ được. Cái ông ngủ vậy, ông đang ngủ ngon vậy, cái ông mới nghe kêu là ơi thằng hai. Ông nghe kêu thì ông mới giật mình cả nhà, ông mới quay cái mặt qua ông dòm vậy nè. Đáng lý ra là bà Út ba nằm ở ngoài hết á. Bà nằm ở ngoài xong rồi chú hai nằm ở giữa, rồi cô ba cổ nằm sát vách. Thì khi mà chú hai ông quay mặt qua là phải bá vào người của bà hai, chứ làm sao mà dòm qua được bên kia. Nhưng có lẽ dòng hồn của ông Út á, ông muốn cho chú hai phải dòm thấy cái điều đó. Chú hai quay qua thì chú hai mới thấy á, là ông Út ông ngồi ông che ngoẩy á. Ông ngồi trên cái chổng giạc ở bên đối diện á. Ông ngồi đó có xong, cái khi mà chú hai ông vừa thấy ổng rồi ông nhảy lên, ông đứng lên, ông chỉ mặt, ông trợn mắt lồ lên nghe, ông nghiến răng chẹo vậy đó. Chú hai ông cũng sợ nữa, mà mỗi lần như vậy là không bao giờ ông la lên thì được cho cả nhà. Cái cảm giác đó nó cực kỳ đáng sợ luôn. Như mình thấy cái hồn ma rồi mà kế bên mình có người nằm mà mình lại không thể nào kêu được. Cái ông từ đó mà ông nhảy từ cái chổng giạc bên đó mà ông nhảy qua tới chổng giạc bên đây luôn cả nhà. Ông nhảy lên, ông đè lên người của chú hai, ông bóp cổ nữa. Nhưng mà lần này thì không có được lâu như lần trước. Ông mới vừa bóp cổ khoảng chừng 2-3 giây thôi thì chú hai ông bật được dậy rồi. Nhưng mà cái lúc mà ông bật á, do là cái sức mạnh của ông bật gồng gầm mạnh quá, cho nên là cái tay phải của ông mới có đánh vào trong cái cụ chỏ của cô ba. Đánh vô cô ba cũng giật mình, cũng đau quá đau, cũng ngồi dậy, có cái gì vậy anh hai, gì vậy anh hai. Thì bà Út cũng ngồi dậy, nhưng mà lúc này thì chú hai vẫn còn nằm ở đó thở hổn hển. Mà cái tay của chú hai á, sau khi mà chú bật ngồi dậy rồi chú quơ như là cả nhà. Chú quơ lia. Chú la giống như là xua đuổi cho tránh ra vậy đó. Nhưng mà thật sự là lúc đó đó, chú hai sau này chú hai nhớ lại thì chú hai không có thấy vong hồn của ông Út. Không còn thấy nữa, lúc mà bật dậy rồi là không có thấy. Con cái là lúc đó tay chân ổng quơ loạn xoạn vậy đó, giống như một cái người mà vừa gặp một cái hiện tượng quá đáng sợ. Mặc dù cái điều đó đã trải qua rồi, nhưng mà chú hai vẫn còn cực kỳ sợ. Nó ám ảnh làm cho cái động tác của chú hai nó trở nên như vậy cả nhà. Thì bà Út á, bà thấy vậy bà quá giận rồi. Bà mới đứng dậy, bà tóc mùng xong rồi bà nói: Ông đâu? Ông làm gì vậy? Ông làm gì con tôi? Bà mới nạt nộ, bà tức quá đi. Bà mới đi thẳng ra ngoài cái phía mà cái mộ của ông Út ở ngoài phía sau á. Nhưng mà cái lúc bà bước ra bên ngoài rồi á, thì chú hai ông bà mới đi đâu 5-6 bước rồi mới đảo vô lại cả nhà. Tại vì bà sợ là để chú hai chúng mình ở đây á, ông sợ. Mà nào giờ chú hai cũng là thuộc cái dạng người là đâu phải là nhát gan quá đâu. Con cái ông cũng nhát quá nhát, và ông làm những cái hành động quá là ghê. Cho nên là chú hai ông sợ. Ông sợ giống như là một kiểu mình đứa con nít mà gặp cái chuyện gì đáng sợ mà sợ hoài luôn cả nhà. Ông không ngủ ngơi gì được cho tới sáng. Tới sáng rồi á thì bà Út bà mới nói vậy nè. Bà nói: Hai ơi, hay là bay á, bay đi qua bên nhà của bác ba đi. Bây ở đỡ bác ba này thì không phải là ông ba mà mới bị ông Út nhát cái đêm trước nha cả nhà, mà bác ba này là anh ruột của ông Út á. Mà khi mà ông Út còn sống, người này người kia ông không sợ, nhưng mà riêng ông ba này là ông Út không sợ. Bởi vậy á là bà Út bà mới kêu á là chú hai phải đi qua bên đó ở đỡ một thời gian. Chú hai ông nghe nói vậy, ông nói nếu mà con đi rồi con Út con ba với má làm sao.
hai má con tao không sao đâu, mày bay yên tâm đi, bay qua bên bác ba bay ở đỡ ít ngày đi, để tao coi ông còn dời hay không. Cái chú hai mới nghe lời và dặn dằn là nếu mà có cái chuyện gì á thì má với lại con ba cũng qua bển ở với con đỡ một thời gian, và có gì mình kêu thầy bà về cúng kiến. Thật sự ra bà Út thì rất là giận, nhưng mà nói để kêu một cái người thầy hay hoặc là một cái người nào đó làm bùa làm phép gì để mà về á cúng kiến này nọ thì bà Út không có chịu cả nhà. Bởi vì bà nói á, vong hồn của chồng mình dẫu sao vẫn là chồng của mình, sai trái gì cũng là chồng của mình, mà bây giờ ông mãn phàn ông chết rồi, cái người khi mà ông còn sống á, đầy đủ cái linh trí của một con người á, mà còn khuyên ông không chịu nghe, thì khi mà ông mất rồi thì giống như cái theo như cái lối suy nghĩ của bà Út á, thì hồn vía nó không còn đủ nữa, cái chấp niệm nó lớn lên rồi thì khó mà khuyên giải lại được. Bởi vậy là khi mà mời thầy bà giờ thì chắc thầy bà cũng đánh đập vong hồn chồng mình hay là làm cái gì đó rất là ghê thì chồng mình mới có thể nghe được. Tại vì bà cũng đã chứng kiến rất là nhiều những cái việc mà ma nhập vô, và mấy cái ông thầy bùa thầy phép thì nọ đồ ông đánh ông trục ông làm rất là ghê. Cái bà mới nói với lại cô ba, ba con ba bay ở đây với má bay sợ không? Thì cô ba mặc dù cũng có sợ đó, nhưng mà không lẽ bây giờ mình đi mình để cho má mình ở nhà một mình. Cô ba mới nói dạ con cũng sợ nhưng mà con ở được má ơi. Thì bà Út bà cũng cười, bà không nói gì hết trơn. Xong rồi bà mới đốt nhang bà cúng, bà mới nói với lại ông Út như vậy. Bà nói tôi nói với ông nha, nếu như ông mà về đây hay hoặc là ông qua bên nhà của anh chị ba bên bển mà ông nhát thằng hai, hoặc là ông về nhà ông nhát con ba nữa ha, là tôi dẫn tụi nó về bên nhà mẹ đẻ của tôi. Nhà cửa ở đây là không ở nữa, để cho ông ở luôn. Không ai cúng kiến cho ông, cơm nước không ai nấu mà cúng cho ông hết trơn, nhang đèn thì không có đâu. Lần này là tôi nói thiệt, tôi dứt khoát nha, nhát nữa là tôi dẫn con tôi đi. Bà khấn vái cái điều đó rất là rõ ràng, và bà vái đi vái lợi ba bốn lần như vậy. Thì sau đó cái chú hai ông ở bên đó một tuần lễ nha cả nhà, ông chưa về nữa, nhưng mà tính là thời gian ông đi ở là được một tuần rồi đó. Thì trong cái tuần này chú hai chỉ về nhà vào ban ngày, còn ban đêm là đi qua bên nhà của ông bà ba ngủ. Mặc dù là hỏi là tại sao đi qua bên đây ngủ thì bà Út có dặn chú hai là giấu không có được nói. Thì chú hai ông cũng giấu, ông nói là dạo này thì con muốn qua bên đây con ngủ bển sao không biết sao con ngủ không có được, làm như con nhớ tía con ngủ không có được, con qua đây con ngủ được, con có sức khỏe ăn đi làm. Thì ông ba bên đó ông cũng suy nghĩ là trời ơi bây giờ là chỉ còn một mình chú hai là cái người cán đáng lo công việc trong gia đình rồi, thì bây giờ ông nói ông qua đây ngủ được thì để cho ông ngủ, cũng không có thắc mắc gì nhiều đó. Thì trong một tuần chú hai, cô ba và kể cả bà Út luôn cũng không thấy vong hồn của ông Út cũng trở về, cũng có lẽ là ông đã sợ cả nhà, hay hoặc là ông không muốn là bà Út với lại con cái đi về bên ngoại, ông đi theo không được đó. Thì nói gì thì nói ông đã không có còn nhát nữa rồi. Nhưng mà chỉ mới qua được một tuần thôi thì ở trong xóm á, thì các bạn đã biết rồi, cái nhà bên phải là nhà của ông bà Tư. Mà ông bà Tư này á, thì con cái đợt đó là chỉ có đợt đó thôi nha, cái đợt mà khi mà chú hai ông đi qua bên nhà ông bà ba á, ông ngủ đó, thì ông bà Tư con cái của ông bà Tư có đi công chuyện là phải đi là khoảng chừng cả tuần lễ mới về đó. Ông bà Tư thì ở nhà vậy có mình đó, cái một bữa tối đó đó thì bà Tư bà ngủ hơi sớm cả nhà, do là buổi sớm này như đàn ông hồi trước á, thì chỉ lo những công việc đồng áng này nọ hay hoặc là đi ở bên ngoài làm việc, còn bà Tư thì tối ngày ở nhà rồi nấu cơm nấu nước rồi đem cho chồng thôi. Con cái bữa đó thì dọn dẹp nhà cửa quá xá nhiều cho nên bà mệt rồi ngủ sớm. Còn ông Tư thì ông không có ngủ sớm được, mới có khoảng là 8 giờ là ông ra bên ngoài, ông nói đi nói chuyện với hàng xóm chút xíu cái ông mới về, là đâu khoảng 9 giờ mấy gần 10 giờ đó. Ông ngủ không được nữa đi, ông mới vô trong nhà ông nằm hồi cái ông ngủ không được, cái ông đi ra ngoài sân ông ngồi. Ông mới lấy cây quạt ra, ông phe phẩy cái quạt mà cái loại quạt hồi trước của mình ở cả nhà, quạt làm bằng lục bình này nọ đó. Đó thì ông mới với bằng lá đâu đó, lá dừa rồi nè đó. Ông mới lấy ra ông quạt phải phe phẩy vậy nè. Ông phải phe phẩy ông quạt vào quạt, ông để cái đèn kế bên. Thì cái bình trà của ông mà để trong một cái vỏ của trái dừa. Hồi xưa người ta hay lấy mấy trái dừa bự cả nhà, dừa khô người ta đẽo xong người ta môi cái ruột ra bỏ rồi người ta làm cái ấm trà, người ta để vô trong đó, người ta lấy cái dừa cái nắp dừa người ta đậy lên. Thì ông Tư ông cũng ngồi như vậy, mà cái khoảng cách của ổng từ ngoài sân vô tới trong nhà là độ khoảng chừng là 5 thước thôi.
cái đèn nó cũng hiu hiu, ông ngồi thì quạt tay thì quạt mũi người ta uống trà hít hà vậy. Cái ông mới thấy là ở ngoài đường có cái bóng người đi, nhưng mà không biết đó là do vong hồn của ông Út ông làm hay sao, mà khi mà ông ha ông Tư này ông dòm ra đó, ông dòm ra thì ông thấy á là cái người đó sao mà giống như là cái người ở hàng xóm, mà cái người đó là người thứ ba chứ không phải là dòm thấy giống vong hồn của ông Út. Cái ông mới thấy quen, ông mới định là buồn mà, đang buồn mà bây giờ gặp một người đi ra mà tưởng nhầm người đó là ông ba, cho nên là ông Tư lúc này ông mới kêu anh ba ơi, vô uống trà đi đâu giờ này anh. Thì cái người đó mới quẹo đi vô nha cả nhà, quẹo đi vô bên trong, mà đi vô tới bên trong là ngồi đối diện với lại ông Tư luôn, nhưng mà ông Tư vẫn thấy đó là ông ba chứ không phải ông Út. Nhưng mà thật ra lúc đó là vong hồn của ông Út, ông che mắt của ông Tư cả nhà. Thì ông mới vô, ông vô ông ngồi nha, ông vô ông ngồi cái bắt đầu cái ông ngồi xuống, cái ông Tư mới hỏi anh ba đi đâu giờ này, trời ơi công chuyện gì vậy mà sao thấy anh đi mình không? Không có công chuyện gì hết mà tôi buồn tôi đi vòng vòng tôi chơi. Trời đất ơi, già cả trơn còn buồn con cái nữa hả anh, sao mà không buồn được. Thì cái kiểu giống như là ông Tư ông chỉ là suy đoán, thường thường mấy người già mà hỏi nó buồn cái chuyện gì thì chỉ buồn con buồn cháu thôi cả nhà, hoặc là hàng xóm này nọ có cái chuyện gì nó không được vui thì buồn buồn thôi. Mà cái kiểu ban đêm ban hôm đi ra bên ngoài như thế này á thì ông Tư ông đoán là buồn con buồn cháu, ông mới nói vậy. Thì ông nói vậy cái vô tình là trúng với cái giống như là cái nỗi buồn của cái vong hồn Út vậy đó. Tại vì khi mà bà Út bà giái vậy cái ông buồn, ông mới đi vòng vòng ngoài. Có một cái là lúc này ông đã che mắt ông Tư rồi hay sao á, mà ông Tư dòm vô là thấy ông ba, thấy cái mặt ông ba rõ ràng. Cái ông mới trả lời, ông nói buồn sao không buồn, vợ con cái gì đâu không. Cái ông Tư ông mới rót ly trà đi, ông mới đưa qua ông mời, thì không có đưa tay ông lấy nha, ông kiểu là ông chỉ như là để đó đi vậy đó. Cái ông Tư ông nói thôi anh ơi, cái gì thì mình lớn tuổi rồi, từ từ mình nói, có gì đâu mà buồn. Mà tôi thấy á là chị ba bên đó rồi mấy cháu bên đó nào giờ cũng lo lắng cho anh, thương anh dữ lắm mà anh nói sao vậy. Thương gì mà thương, thương mà đòi dắt về bên ngoại. Trời ơi, nói chuyện là như bình thường vậy đó. Cái ông Tư này ông mới giật mình, ông nói ủa, cái chuyện gì mà lớn đến độ mà phải chị rồi bỏ về nhà bên ngoại. Ôi mà Phan nha, anh ba nói vậy không đúng nha anh. Tại vì ở đây là quê ngoại mà, anh ở bên vợ mà anh không nhớ hả? Tôi ở bên vợ nào. Ông Tư ông tức mình đâu cả nhà. Tại vì chắc chắn một điều á là ông ba này nè, ông về bên vợ ông sống, có nghĩa là bà ba nếu mà giận hờn hay là làm cái gì ổng mà nói là về bên ngoại đó, bà đã sống ở bên ngoại rồi thì bà về bên ngoại cái gì nữa. Cái người về á là nên là ông ba. Cái ông Tư mới nói anh ba, chỗ anh em với nhau nào giờ cũng thân, anh nói tôi nghe coi, làm cái gì mà chị đuổi anh đi không? Nó đâu có đuổi tôi, không có đuổi tôi, mà nó đòi bỏ về bên má ruột của nó. Trời ơi, cái anh này bữa nay ban đêm ban hôm anh nói chuyện cái gì đâu, anh nói mà tôi nghe không có được cái gì chứ vậy. Ở bên đây là bên của chị, mà chị nói chị về mẹ ruột là về làm sao? Anh nói là tôi nghe là không có được rồi đó nghe, tôi không có hiểu anh nói gì luôn á anh ba. Thì cái lúc đó là kiểu là ông Tư á, ông hơi bực mình và ông không hiểu được cái lời nói của ông ba, mà nào giờ ông ba nói chuyện đâu ra đó chứ đâu có chuyện như thế này. Cái ông mới tức ông mới nói là cái giọng ông mới dần là lớn lên. Thì khi mà nói lớn như vậy á, cái bà Tư ở trong nhà, kiểu mà đàn bà người ta cũng lo chồng, biết chồng chưa vô ngủ, nằm ở trong nhà khi cũng nằm thiểu ngủ vậy, nhưng mà cũng lo nghe cái tiếng động bên ngoài thì cũng bước ra, vợ chồng già ta hủ hỉ nhau mà cả nhà. Thì cái lúc đó bà Tư mới nghe, bà nghe là cái giọng của ông Tư nói theo kiểu là tức mình, mà giờ này ông khuya lắc khuya lơ nói chuyện với ai vậy cà. Thì bà Tư bà mới bước xuống, bà đi ra ngoài cái nhà trước á, bà mới dặn cái đèn lớn lên rồi bà nhéo nhéo mắt bà dòm ra bên ngoài á. Thì khi mà đèn lớn lên rồi cái ánh sáng nó dạ ra phía bên ngoài thì bà dòm ông Tư á. Bà thấy ông Tư sẽ tự nhiên ngồi mình ên nói chuyện mình ên vậy đó, mà nói theo kiểu là đang tức mình và đang kiểu mà giống như là đang giận hỏi một cái người nào đó, mà trước mặt thì có ai đâu.
Cái bà Tư bà nói á, ủa cái ông nội này làm gì ban đêm ban hôm ngồi đó một mình mà nói chuyện vậy trời, đâu để dòm kỹ coi ngoài trước có ai không. Cái bà Tư bà mới cầm cái đèn bà đi ra, bà càng đi ra gần gần mà ông Tư không hề hay biết cả nhà, đi gần gần đáng lý là ông Tư phải biết chứ, ánh sáng càng ngày nó càng sáng lên mà, bởi vì bà Tư cầm đèn đi là gần mà, vậy mà ông Tư không hề biết. Cái bà Tư bà dòm thẳng ra bên ngoài, bà dòm cũng không thấy gì hết trơn á, bà mới lợi bà mới vỗ vỗ vô cái vai của ông Tư, ông ơi ông nói chuyện với ai vậy ông. Thì ông Tư ông mới dùng mình một cái, ông dùng mình một cái nghe cả nhà, là ông không còn thấy là trước mắt mình là ông ba đâu rồi, không thấy đâu hết trơn á. Cái ông Tư mới nói ồ bà, rồi anh ba đâu, anh mới ngồi đây với tôi sao mới đây mất tiêu, chớp mắt cái mất tiêu rồi. Anh ba nào, nãy giờ làm gì có ai mà ông ngồi ông nói chuyện với ai vậy. Tôi nói chuyện với anh ba, anh nói là vợ con của anh kìa, vợ đình lục sục mà chị ba rồi giời, mà bà nói tôi nghe coi, hồi nào tới bây giờ á, là cái quê này cái quê của chị ba mà sao mà anh nói là đi về bên bên mẹ hoài, tôi tức muốn chết tôi cãi mà anh một hai anh nói vậy đó. Cái lúc đó bà Tư mới nói ông ơi ông có bị gì không ông. Tự dưng cái bà Tư mới bước ra mà mới khỏi hỏi hãy hỏi nói chuyện với ai, ông Tư cũng làm nguyên một nước vậy, ông ơi ông có sao không ông. Ông Tư mới nói có sao gì bà nhìn coi anh ba đâu rồi, sao nãy giờ tôi không thấy, mới đây mà mất tiêu rồi. Anh ba nào đâu đây. Cái lúc đó ông Tư mới nói mới ngồi đây nè, sao bà nữa, được gặp ảnh tôi đã bứt dứt rồi, rồi gặp thêm bà nữa. Mà ông Tư kiểu ông lớn tuổi mà ông dặn lên ông nói mà nổi gan gỗ chân nha. Cái bà Tư mới nói ông bình tĩnh, ông bình tĩnh nghe không, ông nói anh ba nào, phải anh ba ở dưới đây không, đường đi vô có mấy cái ổi không, thì anh ba đó chứ anh ba nào, nào giờ tôi nói chuyện thân với ảnh chứ anh ba nào. Mà ông nói làm sao, anh ba đó nói là lục đục trong gia đình rồi này nọ hả. Ừ nói với tôi như vậy đó, giờ nói vợ ảnh chị ba đó là bỏ về bên ngoài, bà coi được không, coi đúng không, mà ông cãi với tôi hoài. Ông ơi ông quên hả ông, hồi trưa đó là anh ba có qua rủ ông đi nhậu ở bên cái bên nhà bà con của ổng, cách đây là 5 cây số, ông bơi xuồng qua động rủ ông mà ông không chịu đi, ông không nhớ hả. Thì cái lúc này nè cả nhà, ông Tư ông mới giật mình, tự nhiên cái cả người ông lạnh hết trơn nghe, ông giật mình giống như nãy giờ ổng là một cái người mà đang ngủ say rồi bây giờ có người lại cho mình kêu mình thức dậy vậy đó. Ủa sao ha, rõ ràng hồi trưa anh ba anh qua anh rủ tôi mà tôi không đi, nói anh đi đi 1-2 ngày mới về mà sao tối nay anh ở đây. Mà cái lúc mà anh đi qua đó là chị ba, chiều tôi gặp chị ba tôi cũng hỏi chị ba nữa, tôi hỏi chị ba là anh ba anh đi vậy rồi chị có thấy em đi nhậu buồn không, mà chị ba nói chuyện vui vẻ lắm. Ủa sao kỳ vậy, mà anh đi rồi thì ai ngồi đây với tôi. Cái bà Tư bà mới nắm tay bà lôi trong nhà mới nói, tôi nói thiệt cho ông nghe nha, hồi nãy á là tôi á thấy ông ngồi có mình à, mà ông nói chuyện cừ nữ với ai á, có mình ở ông chứ không có ai khác hết trơn á, tôi đi từ trong nhà đi ra mà không có một người nào hết trơn, tôi cố ý tôi dòm ra ngoài đường nữa coi có ai hay không mà cũng không có. Ông Tư nói thì không bà, ở ngoài hồi nãy là tôi nhớ tôi vót cái ly trà tôi đưa cho anh uống mà anh không muốn, anh chỉ xuống đó giờ tôi tức mình lên tôi cự anh hoài. Ly trà gì mà lúc đó là hai vợ chồng cũng không dám bước ra để mà dòm cái ly trà nữa cả nhà, như là một cái cảm giác gì đó nó sợ sợ nó tới tới, tới hoài. Cái ông Tư cũng sợ thì ông sợ nghe, nhưng mà ông tức mình, bà Tư nó thôi thôi kệ đi có gì sáng tính, nhưng mà ông Tư cũng không chịu, ông nói bây giờ bà đưa cái đèn cho tôi coi, tôi bước ra ngoài tôi coi cái ly trà còn ở đó không, chứ trời ơi đâu nào giờ tôi đâu có dùng mộng du, mà nãy giờ tôi có ngủ nghê gì đâu mà tôi bị mộng du. Ông tức mình sợ thì sợ nhưng mà tức mình nhiều quá, cho nên ông Tư cũng muốn đi ra ngoài đó để ông kiểm chứng lại. Thì ông mới bước lại chỗ cái bàn á, bà Tư thì bà kiểu mà chồng bà thì bà sao bỏ được, nhưng mà chỉ là đứng ở ngoài cái mái hiên bà đứng bà dòm theo thôi, bà cũng quan sát thôi chứ bà cũng không có đi chung với lại ông Tư ra ngoài đó. Cái ông Tư ông mới giờ mà ông thấy được cái ly trà, ông nói nè 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 bà coi nè cái ly trà còn y nguyên nè, tôi rót cho uống đàng hoàng mà không chịu uống nè. Thì lúc này bà Tư mới bước lại gần, bà bước lại khi mà chỉ còn là 3-4 bước nữa là tới chỗ của ông Tư á, thì ông Tư ông lại nghe cái tiếng nói. Trời, thôi anh Tư ơi tôi buồn tôi tâm sự với anh chút xíu mà anh làm quá, tôi thằng Út nè chứ anh ba nào đâu đây, nói rành mạch một lăng mâu luôn.
Nhưng mà sao lạ là bà Tư không hề nghe, còn ông Tư thì ông nghe, ông nói đó đó đó, ai nói chuyện đó, ai nói chuyện đó. Quay qua lại là không có ai hết trơn cả nhà, không có ai hết trơn á. Cái ông Tư lúc này ông cũng rợn người rồi, ông nghi rồi. Ông mới nói là thôi thôi thôi, vô nhà bà, vô nhà bà. Cái bà Tư bà cũng sợ nữa, nó bà cũng hơi líu líu lự, bà nói không được nữa. Cái bà mới đi vô, hai vợ chồng đi vô thì cái lúc mà ông Tư ông bước còn một hai bước nữa vô tới bên trong nhà đó, thì ông nghe phía sau lưng của mình cách chừng hai bước chân, tôi nè, thằng Út nè, anh Tư. Thì vừa nghe nói vậy xong cái ông Tư ông quay mặt qua một cái, ông thấy vong hồn của ông Út cả nhà. Ông Út đứng ông giờ ông cười, ông cười, trời đất ơi, ông Tư ông nhào vô trong nhà, ông nhào mà ông nhào ông làm cho bà Tư té luôn. Nhưng mà may mắn là không sao, là hai ông bà cũng vô trong nhà được, đóng cửa lại cái mặt mày xanh rờn hết trơn, là ở trong nhà cả nhà. Ở trong nhà nghe, là cái đêm đó là hai vợ chồng già không dám ngủ luôn, chỉ nằm ở trong buồng, người nằm người ngồi, người ngồi người nằm vậy đó, hoặc là hai người cùng ngồi chứ ngủ là cũng không có được. Cái bảo được kể luôn là khi mà ông bà Tư này là sau này là bị ông Út á, ông nhát, mà sau khi mà gia đình của bà Út đi rồi đó, là ông Tư này ông bị nhát cả nhà, ông bị nhát tới mà ông bỏ cái nhà này, ông đi kiếm cái nhà, ông mua cái chỗ khác, ông cắt nhà luôn đó. Còn riêng về cái ông hai á, cái ông hai mà tại vì nhà của ông Út là ở giữa mà nhà ông Tư thì bên nhà ông hai ở bên, mà là sau cái lần của ông Tư á là ông không có dám kể nha, ông cứ kể ra mãi sau này khi mà ông quyết định ông đi chỗ khác rồi ông mới kể cho người ta nghe đó. Thì cái lúc đó là ông hai này ông không có bề biết. Thì sau 3 ngày, lúc đó thì chú hai cũng chưa có về nhà đã ngủ nữa, ông hai á, thì vợ ông á cả nhà, cái bữa đó đó là có một cái dắt cỡ 2 giờ sáng á, thì có một cái người hàng xóm, nói là hàng xóm nhưng mà cách cũng gần cả cây số á, thì cái người đó mới qua rủ bà hai đi qua bển gói bánh, thì bà hai mới dắt con dâu đi qua bển gói. Còn ông hai thì do là ông bị kêu thức dậy đó, mở cửa ra cho vợ mình đi về, đóng cửa lại, cái ông tự nhiên ngủ không được, đi ông ngủ không được, là lúc đó là có 2 giờ sáng nha cả nhà. Cái ông mới nằm ông đợi, ông đợi được khoảng 1 tiếng đồng hồ á, thì ông mới định là đi ngang nhà của ông Út để mà qua nhà của ông bà ông Tư để mà rủ ông Tư đi uống trà sáng. Tại vì bây giờ là vợ mình, con dâu của mình đi qua bên nhà gói bánh ăn phụ đám giỗ người ta, còn con trai của mình á thì sáng sớm một chút xíu nữa 4 giờ nó cũng đi, giờ ở nhà ngủ không được thì nằm tới nằm lui, con mình thân già làm gì. Ông mới định là đi ngang nhà của ông Út, tại vì ông Út bây giờ mất rồi đâu có rủ được, đi ngang nhà ông Út đi qua nhà của ông Tư chỉ cách 50 thước thôi để mà rủ ông Tư đi uống cà phê hay hoặc là đi uống trà buổi sáng này nọ, nói chung là vậy. Thì cái lúc mà ông đi ngang á, nhà thì cũng gần, nhà ông hai chỉ cách nhà ông Út 50 thước, rồi ông Út cách nhà của ông Tư 50 thước thì cũng như có 100 thước chứ nhiêu, mà dân quê 100 thước mà ai đâu mà cần tới đèn cả nhà. Cái con đường kế bên cặp mấy mấy lộ đó đi bình thường. Cái ông hai ông mới đi đi. Thì khi mà ông đi ngang nhà của ông Út á, cái ông mới thấy một người đứng lọ mọ bên cái vách nhà, đứng theo kiểu giống như ăn trộm mà nhìn, ông nói giờ mới gian như là ăn trộm mà nhìn vô trong nhà vậy đó. Cái ban đầu á thì ông hai này ông mới đứng sững lại, ông mới kiếm một cái cây, ông đứng sau lưng cái cây ông núp ông dòm vậy nè, ông dòm thì ông thấy cái bóng đen nó vẫn đứng mà nhìn cái nhà nha. Cái ông mới nói ủa thằng hai á thì không biết là có nó có về nhà nó ngủ hay chưa, mấy bữa nay thì mình biết nó ngủ ở bên nhà của anh ba anh bển, nhưng mà nếu nó có về á thì nó vô nhà, hoặc là thí dụ như nó về chợ á thì nó kêu má nó kêu thím Út này nọ, là hay hoặc là kêu con ba ra mở cửa, chứ mắc mớ gì phải rình rập nhà. Không lẽ là thằng hai nó chưa về nhà thì cái thằng ăn trộm nào đó nó biết rồi, nó qua đây nó thấy là nhà chỉ có đàn bà con gái không mà nó qua nó kiếm đường nó ăn trộm, thì ông nghĩ là có ăn trộm. Cái ông mới lấy cái cây ông thủ, ông lấy cây ông thủ ông mới dòm ráo rác nha. Thì ông mới suy nghĩ, ông nói bây giờ mình già rồi mà cái thằng ăn trộm này nhìn cái tướng nó như vậy, tuy không không phải gì bự mấy nhưng mà giống như là mình muốn bắt nó một mình thì làm sao bắt được. Nó cái ông mới lòn lòn ông cầm cái cây, nhưng mà ông vẫn đi về nha, ông đi về nhà của ông á, ông mới kêu con trai của ông thức dậy, ông nói mày ra đây, mày ra đây, mày phụ với tao, mày bắt thằng ăn trộm nó qua nó ăn ăn, ăn trộm nhà của chú thím Út mày. Cái con của ông hai thì lúc đó giờ nó cũng thức rồi, thì mới ngồi dậy, nghe nó nghe cha mình nghe tía mình nó có ăn trộm là bật ngồi dậy liền, bật ngồi dậy, hai cha con người cầm mấy cây.
nó là mới đi qua đi lòn đi nhẹ nhẹ không mà nghe, đi qua thì vẫn còn thấy cả nhà. Mặc dù nó có một cái gì đó là lạ, là bởi vì nếu mà ăn trộm gì đó thì mà nhìn thì nhìn một chút xíu thôi, nhìn gì mà nhìn sớm tới bây giờ mà vẫn còn đứng ở đó rình. Cái ông hai ông mới chỉ, ông mới chỉ là con ông nè, đó 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 đó, mày thấy không, mày thấy không, nó đứng nó nhìn đó, đứng nhìn mình cửa sổ đó, mày thấy không, thấy không. Cái trong đó tối tối om, mà trong nhà thì cái ánh sáng nó hắt ra nó rất là nhẹ, không có đủ, bảo đảm là không bao giờ đủ cái độ sáng để cho một cái người sáng mắt như là con của ông hai dòm thấy. Con ông hai dòm chưa thấy nữa, vậy mà ông hai cũng dòm thấy. Cái con của ông hai mới nói tía là tía, tía dòm kỹ chưa, sao con dòm nó tối hù tối thui, con có thấy bóng người nào đâu tía. Trời đất ơi, nó đứng thòng lọng ra đó mà mày không thấy hả? Con mắt của bay sao mày dở vậy bay? Bây giờ kỹ này nè, nó thấy không? Mày thấy không? Cái chỗ cái luồng nước nè. Cách cái luồng nước 2-3 bước vô bên trong ở chỗ cái cửa sổ nhà đó. Nó đứng đó, đứng đó. Ông chỉ rành mạch luôn, ông còn chỉ là ở trên cái luồng nước á là có cái ca gấu dừa dừa nữa. Mà với cái khoảng cách từ cái vị trí mà cái luồng nước đó ra tới cái chỗ mà ông núp ở ngoài cái cây ngoài đây bên đường á là nó cũng khoảng là hơn 30 thước. Mà cái đèn dầu hồi trước người ta tiết kiệm lắm, mà nhà múc đâu phải nhà giàu gì, cái đèn nó mở hiu 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 à trong nhà, cái ánh sáng trong nhà giờ còn chưa rõ nó nói gì mà ở bên ngoài. Thì làm sao mà một người như ông hai có thể dòm rõ được cái hình ảnh đó, mà chỉ như là ban ngày chỉ y chang luôn. Cái con của ông hai thì nào dòm hoài không có thấy. Nó tía ơi tía, tía có dòm kỹ chưa mà sao mà con dòm con không thấy. Trời Phật ơi, cái thằng này nó tức mình mày á, mày lòn là cái cây đằng kia, tao với mày lòn lên kia cho gần, dòm vô coi. Hai tía con mới đi lòn cả nhà, đi lòn lại cái khoảng cây gần vô cái nhà của ông bà Út á. Thì cái khoảng cách này là nếu mà đi lại được cái chỗ đó mà thằng ăn trộm trong cái suy nghĩ của ông hai á mà nó chưa hay á, thì là đứng ở vị trí đó là chỉ cách khoảng 12-13 thước thôi, là có thể là con của mình sẽ có thể là dòm rõ được cái hình ảnh đó. Tức mình quá, nói hoài nó không nghe thì mới bước vô. À, bước vô cũng đi ra được cái đó, cũng còn đứng đó núp nhưng mà vẫn y như cũ. Chú hai thì hoàn toàn không thấy, còn riêng ông hai thì ông thấy. Cái người con không thấy mà người cha thấy là rành rọt đó. Ủa đó, nhưng mà lần này thì chỉ mới đó thôi nha, mới đó thôi. Cái ông ủa, ông nói ủa, sao sao mà ăn trộm gì mà sao nhìn cái tướng quen quen vậy bay. Ủa tía, tía ơi tía, sao con dòm ở đây luôn, con dòm con không thấy, con thấy cái vách nhà không mà tía, chứ con không thấy gì trơn cho tía ơi. Mày phan phan phan, mày để tao dòm kỹ coi, mà nó nhỏ nhỏ mà nó lớn quá, nó nghe nó chạy hay sao. Thì ông mới dòm dòm cái đầu ông dòm vậy nè, ông dòm vậy cái vong hồn của ông Út của cả nhà mới quay mặt lại nè, quay mặt lại thì cho thấy mặt luôn. Làm gì anh dòm tôi dữ vậy anh hai? Mà đầu tới cuối luôn là con của ông hai là hoàn toàn không hề thấy, nhưng mà ông hai thì lại thấy, thấy rõ ràng. Ông Út cũng quay mặt lại, ông chờ ông dòm, ông nói ông làm gì anh dòm tôi dữ vậy anh hai? Trời ơi Phật ơi, ông hai ông té ông xỉu cả nhà. Ông hai thì ông hơi nhát, kiểu mà gần gần nhà thì ban đêm ban hôm đi vậy đó, chứ thật ra là ông hơi nhát. Ông té ngang cái ông xỉu, con ông không biết làm sao. Tía ơi tía ơi, giật tóc mai làm dữ lắm luôn. Ông mới tỉnh dậy, tỉnh dậy là mặt mày ông xanh lè xanh lét. Ông nắm tay của cái người con, ông chạy về nhà, ông nắm dời dời mày hơi dời dời. Thì con của ông hai cũng chạy theo về tới nhà. Về tới nhà cái được khoảng ngồi trong nhà một chút xíu à, hỏi cái gì ông hai cũng không có trả lời chứ. Cái hồi sau gà gáy đi, gà gái cái cũng 4 giờ rồi, cái người con cũng tới giờ đi làm rồi, nhưng mà thấy tía của mình vậy sao dám đi làm được. Thì mới ngồi dán đợi cho tới sáng. Đợi tới sáng rồi cái ông hai nói thôi bay đi làm đi, hồi tối đêm hôm mày biết sao không? Không phải ăn trộm mà vong hồn của thằng Út nó nhát tao. Tức là nói là ông Út á. Cái gì? Bộ tía thấy vong hồn của chú Út hả? Vong hồn của nó mày ơi. Quỷ thằng ơi, tao dòm nó quay mặt lại nó hỏi tao làm gì dòm nó dữ vậy? Trời ơi thằng này nó nhát quá nhát rồi, đây sắp tới cho ta không dám đi qua chỗ đó ban đêm. Thì con của ông hai mới nói tía ơi, thường thường con nghe người ta nói chết mà chết cái kiểu giống như là chú Út á là phá dữ lắm, mà hồi khi mà ông chú Út còn sống á là ông cũng nhậu nhẹt này nọ, rồi ông cũng khó khăn này nọ, rồi ông hay chữ làng chữ xóm. Thì bây giờ á tía thấy vậy để con nghĩ là tía đừng nên đi đó ban đêm nữa, giờ linh tía cũng đừng có đi luôn. Tao biết rồi, nhưng mà mày nè con, tía dặn nè, không có nói cái gì mà động chạm với thằng
thằng Út nha. Thằng này chắc nó linh lắm. Mày mà nói cái gì đụng chạm là nó về nó phá đó. Cái con của ông Hai mới nghe vậy cũng dạ dạ cũng đi làm. Đi làm cái tới trưa cả nhà. Tới trưa cái bà Hai á với lại con dâu mới về. Lúc mà đi về thì cũng đem cái phần đồ ăn đám giỗ á, người ta cho một phần đem về đặng cho ông Hai ông ăn. Thì ăn uống xong rồi, ông Hai cũng có kể cho bà Hai và con dâu mình nghe và căn dặn là ban đêm ban hôm đừng có đi ngang qua nhà của ông Út. Kể xong thì cũng nên biết đó là buổi sáng khi mà ông Hai ông đi ra ngoài ông nói chuyện với những cái người á mà quen biết này nọ đó cả nhà, thì ông cũng có kể, cũng có kể chứ ông không có giống như là bên ông Tư là ông Tư không có kể nha. Còn ông Hai thì ông có kể, ông kể cho mấy người nghe vậy đó. Cái khi mà ông Ma ông kể cho vợ con nghe xong rồi, cái ông no rồi, cái ông buồn ngủ đi, ông ơi ngủ mà ông ngủ đâu, ngủ trong nhà luôn. Trong nhà ông thì có cái võng, ông văng ngang qua vậy đó ông ngủ. Ông nằm ngủ ngon lành như vậy á thì ông nằm mơ cả nhà. Ông thấy nhưng mà cái giấc mơ này nó y như thật vậy đó. Cái quang cảnh như thế nào là giống như thể là không sai một mảy may nào cả, kiểu như là vong hồn mất cũng về. Ông đứng ngay ở ngoài sân á, ông mới kêu ông nói ơi anh Hai. Thì ông Hai ông mới mở mắt ra thì ông thấy, ông thấy nghe, ông thấy đang đứng ở ngoài trước sân á. Cái ông Út ông chỉ, ông nói anh á, tôi coi nhà tôi chứ tôi coi nhà anh hay sao mà anh qua anh thấy tôi, anh nói tôi ăn trộm rồi anh còn đi kể cho người này người kia nghe nữa. Anh nhớ nghe, anh nhớ anh kể vậy nghe, anh nhớ nghe. Thì vừa nói ông nói xong cái ông nghiến răng chèo chèo chèo, cái ông hậm hực bỏ đi. Mà là kêu bằng từ cái lúc mà ông nói cho tới lúc mà ông bỏ đi á, là ông Hai ông cứng đơ luôn. Cái chừng mà ông đi khuất mất tiêu rồi đó thì mới giật mình thức dậy, mồ hôi mồ cơi lỗ đổ đầy người hết trơn. Ông Hai ông sợ quá đi, kêu bằng hàm răng ông đánh lên ông gấp mà giữa ban ngày cả nhà. Cái ông mới ngồi dậy, ông ngồi dậy ông đi xuống á, thì ông thấy là bà Hai với lại con dâu cũng ngủ ngơi hết trơn rồi. Cái ông mới ngồi, ông lấy nước ông rửa mặt này nọ, nên ông ngồi ông nhớ lại, ông nhớ lại thì ông liên tưởng ra cái hình ảnh là không có sai một tí nào chứ. Giống như thể là ông cũng về, ông đứng ngoài sân ông kêu vậy đó, chứ không phải là trong giấc mơ. Thì sau này á, khi mà cũng giống như là ông Tư bệnh, thì sau khi mà bà Út với lại chú Hai và cô Ba đi về bên mẹ bên ngoại sống á, thì ông Hai cũng vậy, cũng qua lại một thời gian bị nhát tới độ là ông đi chỗ khác ở luôn, ông không ở đó luôn. Vậy thì nguyên do gì khiến cho bà Út cũng như là chú Hai và cô Ba phải đi về ngoại sinh sống cả nhà? Là sau đó đâu khoảng chừng là sau cái lần của ông Hai á, không có lâu, chỉ độ khoảng 10 ngày thôi, là chú Hai vẫn chưa có về nhà để mà ngủ nữa, vẫn còn ngủ bên nhà của ông bà Ba bển á. Thì ở bên đây nè, tối bữa đó là đâu khoảng 8 giờ á, thì bà Út á, bà đi bà sơ ý, bà chợt chân, bà té thì nó chẹo giống như cái bông găng vậy đó, chứ không phải là cái gì mà nó đến đổi quá. Cái cô Ba thấy mẹ vậy mới dìu mẹ vô này nọ, là cũng dập muối nè, lấy muối rồi dập vô cái vết thương đó cả nhà. Xong rồi mới định là chạy qua bên bển để mà cho chú Hai hay. Thì bà Út bà mới nói là không sao con ơi, má không có sao hết trơn á, bông găng chút xíu à, chứ đâu có phải bị gì quá đâu mà bị kêu nó, để cho nó ngủ rồi sáng nó còn đi làm. Cho nên là cô Ba cũng không có đi kêu. Hai má con cũng ngồi một hồi, thấy má mình hết đau này nọ rồi cũng đi ngủ. Thì đến khoảng đâu khoảng 11 giờ khuya, chú Hai đang ngủ ở bên nhà bển á, chú Hai ngủ bên nhà của ông Ba, đang ngủ nằm ngon và lành vậy đó cả nhà. Ông về ông khều cả nhà, ông thọt tay vô ở ngoài cái cửa sổ á, mà ông thọt vô trong, ông nắm cái chân của chú Hai ông giật. Ông giật nghe, ông giật, nhưng mà lúc đó là chú Hai ông cảm nhận và ông biết hết là bị giật chân, nhưng mà ông mở mắt ra không được. Thì ông nghe cái giọng nói của ông Út á, ông Út nói vậy nè. Ông nói mày á, mày ở đây hoài hả, mày không có nhà hả, về về. Thì ông nạt nộ ông kêu về, chứ ông không có nói là bà Út bị té hay này nọ nghe, ông kêu là về về. Cái chú Hai ông giật mình, ông giật mình, thì lúc mà ông mở mắt ra thì ông thấy rõ ràng cái tay của ông Út á, ông giật ra khỏi cái cửa sổ. Cái chú Hai ông sợ quá đi, thì con của ông Ba cũng ngồi đó, thì theo quay với á là chú Hai kêu bằng anh. Cái người đó thì cũng thứ hai. Cái chú Hai mới nói anh Hai ơi, anh Hai, anh Hai ơi, anh Hai ơi, anh Hai, em thấy tí em về nữa anh Hai ơi. Thì con của ông Ba, bác Hai, bác mới nói vậy, bác mới nói cái gì mày,
sao mà dời nữa là sao? Ông mới dời nè, ông dời ông nắm chân ông giật ông kêu ông về nhà bển. Bằng đêm bằng hôm sao dời được? Thôi mày sợ quá mày mày nằm ở bên đây đi, để cho tao ra một cái vách tao nằm. Chú hai cũng nghe theo, chú hai mới nằm ở bên trong, còn bác hai thì nằm ở bên ngoài vách, thì không có bị khều nữa cả nhà, không có bị khều nữa. Nhưng mà chú hai ông nằm mơ. Ông nằm mơ thì ông thấy là ông đang đứng trước sân nhà của ông bà ba, thì ông Út ông đi ngang, ông đi ngang như là ông đi ngang vô nhà vậy đó. Ông nói mày á, mày chịu về chưa? Mày còn ở đây. Mày muốn bắt mày đi hả? Mày về chưa? Mày về chưa? Cái chú hai ông sợ quá ông chạy vô nhà. Cái ông muốn được theo, nhưng mà ông được làm những vô nhà không có được nha. Chú hai mới giật mình thức dậy. Thì lúc đó là cũng là 3 giờ sáng á. Cũng đâu còn ngủ ngơi gì được, nó thức tới sáng xong đi làm. Đi làm rồi á thì đi ra ngoài chỗ làm á, cũng có kể cho những người ở đó nghe, nói mấy bồ ơi, mấy anh ơi, mấy em ơi, giờ tôi kể chuyện này nghe, nhưng mà đừng có kể sùm giùm tôi. Thì mấy người đó người ta cũng nói ừ thì có gì kể nghe coi, có làm sao tự nhiên mà làm mặt nghiêm trọng vậy. Thì chú hai ông mới kể lại, ông kể lại là ông Út về nhát sao sao đó, giờ ông nhát sao sao, chú hai nói chung là kể hết cả nhà. Thì những cái người này á, trong số đó cũng có một cái người lớn tuổi, hồi ông đó ông vô tình ông đi ngang thôi. Ông đi ngang thì ông nghe nói như vậy, kiểu mà ông có kinh nghiệm mà, thì ông mới nói ơi bây giờ nếu mà như vậy á thì mày kêu thầy đi về để coi coi ta xử lý giùm mình sao. Chú hai nói má con á, với lại thậm chí con luôn, hay là con em của con cũng vậy, cũng không ai muốn mà kêu thầy bà về, dẫu sao cũng là tía của con mà chú. Cái ông chú này ông mới nói á, ông nói thôi bây giờ nếu mà vậy á thì mày đi ra ngoài chợ á, tối nay mày về đi, chứ mày ở bên đó là ông không chịu đó. Mày về đi, mày coi coi là sao. Nhưng mà khi mà mày về á thì mày nhớ mày ghé chợ mày mua mấy cái tỏi. Nếu mày chịu á thì mày mua tỏi á, mày phanh ra một cái vòng tròn, mày gắn vô một vòng tròn nhỏ lớn như tùy mày, rồi mày đem ra ngoài cái mộ của tía mày á, mày chôn ở gần cái mộ ổng, giống như là cái hướng nào mà để đi cái đường vô trong cái mộ á thì chặn ngay chỗ đó chôn xuống, để cho nhầm khi tía mày ở đó chứ đừng về nhà. Rồi cẩn thận hơn nữa đó, thì mày cứ lấy tỏi này nọ nè, rồi mày đem về nhà mày ngủ mày để dưới đầu nằm, rồi mày treo trên nhà một cái nữa. Chú hai ổng mới suy nghĩ, ổng đắn đo lắm, lúc đó ổng đắn đo là ổng chưa có quyết định nữa. Thì đến trưa đó, cái ổng mới xin ổng về sớm đi, ổng mới về, ổng đi qua bên nhà của ổng, ổng về nhà ổng. Thì ổng mới hỏi là ổng gặp cô ba trước, ổng hỏi là má đâu rồi em. Thì cô ba mới nói má tối hôm té bị bong gân sưng sưng hơi hơi mà không có sao, má trong nhà kìa. Thì chú hai ổng mới sực, ổng nhớ lại, ổng nói không lẽ là khi nào má mình té như vậy rồi tía mình về ổng kêu. Rồi bây giờ má mình té và chân cẳng vậy rồi, vô rồi biết được là bà Út bà nói ừ má cũng té như vậy đó con. Cái chú hai mới quyết định là ông đi về. Ông đi về thì ông mới chạy ra ngoài ở ngoài chợ á, ông mới mua tỏi, ông làm y chang như cái lời ông kia nói, cũng làm một cái phanh tỏi tròn và để vào cái đường đi, cái lối mòn đi vô trong cái mộ của ông Út á. Thì ông cách cái mộ ra cũng xa xa nha, ông kia thì ông kêu để sát, nhưng mà chú hai thì nghĩ là tía mình cho nên là để xa ra cũng đâu có 2 thước á. Đó, thì mới chôn mấy cái tỏi đó xuống, xong rồi mới về nhà rồi lấy tỏi treo trên nhà. Thì cái việc mà treo tỏi trên nhà thì bà Út bà cũng biết, bà cũng cho chứ không phải là bà không cho. Còn tối á thì chú Út cũng lấy tỏi rồi để dưới đầu nằm của mình ngủ á cả nhà. Trời đất ơi, thì ngay cái lần đó rồi á, ông chú hai kêu bằng là ông hết biết luôn, làm tới luôn cả nhà, ông cũng làm tới luôn. Ông làm quá trời làm, ông làm tới độ mà chú hai là không có đi làm gì được, 5-6 ngày sau là không có đi làm gì được hết trơn. Mà cứ bước ra khỏi nhà là ông đứng, một là ông đứng ở ngoài trước sân, hai là ông đứng trên cây, còn ba nữa là ông đứng vòng vòng ở đó. Nói chung là ông đứng là chú hai mà bước ra khỏi nhà là gặp ông. Giết 5-6 ngày liên tục đều gặp cái hình ảnh ghê rợn đó, thì chú hai ông chịu không nổi cả nhà. Giết là tâm trí của ông bị giống như là kiểu mà bị manh manh vậy đó. Mới có 5-6 ngày mà khi ông nói chuyện rồi ông la lên, ông sợ, ông làm giống như cái người bị man man vậy đó. Cái bà Út thì bà cũng cuốn kiến dữ lắm rồi, bà cũng nói dữ lắm rồi mà không có được cái gì hết trơn. Xong rồi cái bữa đó nhập vô luôn. Cái bữa thứ 6 thôi là nhập vô liền. Nhập vô người của chú hai á, ông kể là hết trơn luôn. Ông nói là nó đó, nó nghe lời người ngoài, nó lấy tội, nó yếm tôi. Mà tội đó sao yếm tôi được, sao yếm tôi được. Ông làm thấy ghê lắm nha. Nhập vô rồi ông nói nguyên một tăng luôn.
Thì bà Út với lại cô ba rất là sợ, nhưng mà cũng ngồi đó rồi năn nỉ ổng, năn nỉ ổng hết lời luôn cả nhà. Ổng nói nó con tao mà bây giờ nó lấy tội, nó không cho tao lại gần, nó chôn gần mộ tao, nó muốn hại tao hả, hại tao được không. Thì nói tiếng nào là lấy tay đập vô mặt tiếng nấy cả nhà. Cái bà Út với lại cô ba rồi quá sợ rồi, cũng làm bộ theo kiểu là năn nỉ, mà năn nỉ lớn tiếng lên á, để cho ngoài đường người ta có đi ngang người ta nghe, thì cũng có người nghe, người nghe người ta vô rồi. Cái ông cũng làm dữ lắm nha, ông nói thằng này á, tao bắt nó mà được, một hai em đồ bắt, năn nỉ cách mấy ông cũng đồ bắt hết trơn mà hồn sức ra. Cho nên là bà Út bà sợ quá đi, cái kiểu mà ông về ông nhập vô chú Hai, mà mấy ngày nay chú Hai ông giống như là cái người mà mất trí vậy đó. Ngơ ngơ ngáo ngáo nói chuyện một cách là giống như nói chuyện mình ơn, lâu la lên sợ hãi này nọ. Nhưng mà lúc đó là chú Hai đâu có kể được những cái chuyện đó đâu, sau này chú Hai mới kể được. Đâu kể được là Út đứng ngoài đó, đứng chỗ này chỗ kia này nọ, đâu kể được đâu cả nhà. Cho nên là bà Út bà cũng không có biết, mà ngay cả cô ba cũng không có biết. Thì bà Út bà nói bây giờ mà đi mời thầy về thì làm gì giờ, mời thầy về thầy đánh đuổi lại trong hồi cũng chồng mà cũng cha của chú Hai. Thôi bây giờ chưa, bà Út bà mới quyết định là đưa của chú Hai với lại cô ba đi về nhà bệnh, dọn đồ đi về nhà bệnh. Thì về nhà bệnh rồi cái tự dưng cái ông Út nó theo không được cả nhà, ông theo không được. Ở bệnh yên ổn được mấy đâu có chừng cả tuần lễ sau thì chú Hai từ từ cũng hồi phục lại. Thì nói chung á, điều ở bệnh cũng kêu là thầy bùa này nọ để mà như người ta đuổi đi cái âm khí nó vướng trên người của chú Hai này nọ đó. Cái im cái gia đình của bà Út cũng không muốn về nữa cả nhà. Bây giờ về á, lỡ mày mà ông bắt chú Hai sao? Cái mới ở bên đó cái đâu có chừng là đâu một tháng sau á, thì bà Út mới nhờ mấy người ở bên bển mới về là dỡ cái nhà cả nhà, những cái loại nào mà cây cối này nọ còn xài được á, thì để mà chuyển qua bên đó để mà nó cắt nhà, chứ nhà cũng nghèo đâu phải có sẵn mà cắt đâu. Thì cái lúc mà vô dỡ nhà cũng chỉ dám làm ban ngày thôi, thì dỡ nhà cũng được, dỡ xong rồi đem về bển cắt ở bển luôn, từ đó về sau là ở bển luôn nha. Thì sau thời gian mà bà Út với lại chú Hai chú ba ở bên đó, thì ở bên đây nè, ông Tư, gia đình ông Tư rồi gia đình của ông Hai là kêu bằng ông Tư cũng đi trước nha. Đâu có chừng là nửa năm sau là ông Tư cũng đi. Thì nhà ông Hai thì ông ráng được thêm khoảng là 3-4 tháng sau, sau khi mà nhà của ông Tư đi rồi thì ông mới đi. Thì đi thì cũng đi gần đó cả nhà, chỉ cách chỗ đó khoảng chừng là người thì gần cây số, người thì hơn cây số thôi, chứ không phải là quá xa. Nhưng mà là không có dám ở nữa. Rồi nhà cửa cũng dở. Thì sao như mình mà nói mà sau một năm đi, thì coi như là ba cái nhà chỗ đó, từ nhà ông Hai, nhà ông Tư, nhà ông Út đều dở hết. Thì cái việc mà sau này nữa đó, thì có nhát hay không thì cũng rất ít có biết lắm. Tại vì cái trường hợp mà bị nhát thì cũng không có nhiều. Với lại nhát là cũng ông Út cũng về ông nhát theo kiểu là ông chỉ là hiện hình, hay là ông làm một cái gì đó đơn sơ thôi, nó đơn giản lắm, phớt qua này nọ cho thấy vậy thôi. Thì nói chung thì cái nỗi sợ đối với bà con ở đó thì cũng như gần như là nó vơi dần luôn. Đến khoảng mười mấy năm sau á, là khoảng 15-16 năm sau đó, thì cái lúc đó là ông bác Năm Thọ, ông mới có 22 tuổi hay gì cả nhà, 21-22 tuổi à. Thì gia đình mới quyết định là cưới vợ cho ông. Nhưng mà gia đình của bác Năm Thọ thì con cái đông, mà con trai cũng đông nữa. Và bác Năm Thọ thì có một cái phần đất ở gần cái khu vực mà chỗ nhà của ông Hai, ông Tư, ông Út rồi đó, gần cái chỗ mấy cái nhà bây giờ là dỡ lên hết trơn rồi. Cái cưới vợ thì phải gia riêng đó. Thì bây giờ là ông bà Hai, cha mẹ của bác Năm Thọ mới quyết định là mua cái phần đất ở chỗ đó, bởi vì chỗ đó bán rẻ. Bà Út cũng bán rẻ nè, rồi ông Tư cũng bán rẻ, mà ông Hai cũng bán rẻ, thì mua nguyên cái chỗ đó luôn. Gia đình của bác Năm Thọ thì cũng có điều kiện vào thời điểm đó, thì mua để mà ra riêng. Thì mua xong rồi thì cũng mọi thứ cũng bình thường cả nhà, cũng không ai nói là dòng hồn của ông Út cũng còn ở đó này nọ, cũng không ai nói gì hết trơn á. Giống như là người ta ít lắm, mười mấy năm rồi mà, đâu phải là chuyện mới đâu. Cái giờ cũng làm này nọ xong trơn, cũng cắt nhà cả nhà. Cắt nhà cũng yên ổn chứ không phải gì, cũng bình thường, cũng như bao căn nhà khác thôi, cũng cắt lên một cách bình thường yên ổn. Cái khoảng sân xung quanh nhà thì lập cái vườn nhỏ, tại vì mua ba cái khoảng đất lắm mà. Còn cái nhà thì nó cũng lớn chứ không phải là nhỏ. Bề ngang á là cắt theo kiểu cái loại nhà mà hồi trước mà mình cắt cột ở ngoài trước nhiều, cái chiều dài thì ngắn, cái chiều dài thì không có được bao nhiêu. Nhưng mà còn cái bề ngang cái nhà lớn lắm. Cái bề ngang là đâu là 12 thước á. Cái nhà bề ngang 12 thước các bạn biết rồi, nó bự lắm.
Còn cái chiều dài á thì nó cũng khoảng 14-15 thước à, chứ nó không có phải là dài thòn. Đáng lý với cái chiều ngang đó thì bề dài cũng phải dữ dằn nha. Nhưng mà nhà thì có hai vợ chồng mới ra riêng ở à, cắt á, tuy là dài như vậy nhưng mà giống như kiểu mà ngăn theo kiểu mà mình nhìn ở ngoài mình dòm vô thì mình thấy theo kiểu là ngăn ra hai cái nhà mà mình ghép chung vậy đó. Dự định là sau này con cái nó có con rồi này nọ đó, để con cái lớn rồi cho ở cái bên này nọ đó, kiểu mà lúc đó là bác Năm Thọ tính vậy. Xong cắt lên thì vô tình đó cả nhà, cái vị trí mà cái nhà khách, mình gọi là cái nhà khách nha, thì mấy cái cột chính ở ngoài mở cửa ra là đó cái nhà khách đó, thì cái cột đó chỗ đó đó là ngay vào cái vị trí ở ngay cái nhà của ông Út luôn. Cái khoảng nhà ông Út hồi làng thì cũng nhỏ, cho nên là nó chỉ vừa khoảng cái khoảng nhà khách của nhà của ông bác Năm Thọ thôi. Đó, thì hai vợ chồng lúc đó là kiểu mà 22 tuổi mới cưới nhau về, ở mới được có một tháng trời cũng im ru vậy đó, không có gì hết trơn. Mà trong nguyên một cái xóm luôn không có ai mà có một cái tivi nào cả. Còn bác Năm Thọ thì ông có được cái đầu máy cassette đó cả nhà. Rồi mỗi lần mà để băng vô rồi hát đó. Thì mà lúc đó thì băng cũng chưa có mua được nhiều nữa. Bác Năm Thọ là đa phần ổng nghe là ổng nghe ba cái chương trình như là giống như hồi trước mình hay nghe cái tiếng nói đài phát thanh thành phố hay là Sóc Trăng hay là cái gì đó, mà tần số bao nhiêu mega hẹp thì người ta hay giới thiệu như cái lúc ban đầu vậy. Thì cái thời đó đó là ông Bác Năm Thọ ổng nghe cái vụ đó, thì ổng mới để cái radio đó đó, cái đầu máy cassette đó đó, ổng để ở ngoài cái nhà khách đó. Thì ổng nghe, ổng ra ổng nằm ổng nghe. Mà đặc biệt thì bác Năm Thọ thì chưa bao giờ trông thấy, không hề thấy. Còn vợ của bác Năm Thọ kêu bằng, bác Năm nói á, đợt đó tưởng là vợ bác Năm là không qua nổi luôn cả nhà, làm ghê lắm. Thì bữa đó đó ông bác Năm Thọ ổng đi công chuyện, là ông nói ông về trễ, thì cái việc của ông làm đó khoảng là 9 giờ mấy rồi ông có thể là về tới nhà. Thì vợ của bác Năm Thọ, bác Năm gái á, bác mới ngủ ở trong nhà, nhưng mà nói tiếng là ngủ là nằm chợp mắt thôi, đợi nào chồng mình về thì kêu. Thì tự dưng bác mới nghe, bác nghe ở ngoài cái nhà khách á, là cái tiếng cái máy cassette á nó hiện lên, nói rõ ràng luôn. Mà cái người giới thiệu chương trình á là nói giống như đây là cái điểm tin cuối hay hoặc là một cái chương trình cuối để mà kết thúc cái ngày hôm nay gì đó, thì người ta giới thiệu. Cái bác gái bác nói á, bác Năm gái bác nói, ủa sao giờ này mà chồng mình chưa về mà sao ai mở cái cassette, hồi nãy mình vô mình tắt rồi mà. Cái bác mới đi ra, bác gái bác đi ra thì bác thấy có một cái người đứng ngay vô cái vị trí cái đầu máy á, thì bác mới tưởng là chồng mình về. Thì theo như cái phản ứng tự nhiên mà, thì dòm ra coi là ông này ông về rồi mà ông đóng cửa chưa, thì mới dòm ra cửa thấy cửa kín mít, thì ông đóng rồi. Thì cái gì bác Năm gái mới đi vô trong ngủ lại, đi vô trong ngủ lại cái tiếng cassette á nó vẫn còn phát nha. Cái bác Năm gái mới nói là, anh ơi thôi vô ngủ đi, giờ này còn nghe gì nữa. Thì có nói tiếng vậy. Thì vừa nói xong cái tiếng máy cassette nó tắt rồi mà sao nằm hoài mà đâu 20 phút rồi chồng mình chưa vô. Bác Năm gái mới nói, ủa ông này ông đi đâu rồi ta, hay là ông xuống sau ông tắm giữa này nọ. Cái nằm đợi đâu cũng 20 phút nữa mà không thấy chồng mình. Thì mới sợ là nhầm khi chồng mình đi nhậu xỉn rồi, khi về nhà rồi tính mở lên rồi mình nói vậy cái không chịu mở, đi tắm gió lạnh này nọ không biết có bị gì không. Cái bác Năm gái mới bước ra kiếm quằn nát cái nhà chứ không thấy ông bác Năm trai về. Ủa sao kỳ vậy? Thì mới đi ra cái cửa chính á để mà dòm á, thì dòm vô thì thấy cái cửa chính này nó vẫn còn đóng mà đóng khóa trong. Thì cái mới sực nhớ ra, ủa mình khóa trong vậy mà ông về ông không kêu mình sao mà ông vô nhà được. Ủa sao kỳ vậy, nãy giờ cái người đứng đây là ai? Thì bác Năm gái sợ quá, thì lúc đó cũng chưa có nghĩ là ma nữa, mà sợ là có kẻ gian đột nhập vô trong nhà. Cái bác Năm gái mới ra mở cửa cả nhà. Mở cửa đang đi ra ngoài đứng ngoài sân á, đứng độ đâu khoảng nửa tiếng đồng hồ sau hơn á, thì ông bác Năm Thọ ông về. Ông về tới rồi cái bác Năm gái khóc, nói là ơi anh ơi vô nhà coi có gì không, có người trong nhà. Thì bác Năm Thọ là kiểu mới đi về nhà mà nghe vợ mình nói là có người ở trong nhà, kẻ gian trong nhà thì cũng sợ chứ, mới chạy qua kêu hàng xóm cả nhà. Chạy mà nhờ hàng xóm đi vô kêu bằng lục tung cái nhà không có gì hết trơn. Thì cái đó, cái lần đó là cái lần mà bác Năm Thọ biết thôi. Còn những cái lần sau thì không biết là bác Năm gái gặp những cái hiện tượng gì, nó ghê gớm ra làm sao. Mà nửa đêm nửa hôm hai vợ chồng đang nằm ngủ như vậy, cái bác Năm gái á mới đưa cái tay vậy nè, quơ
tránh ra, ông tránh tôi ra, ông tránh tôi ra. Cái bác năm trai nằm kế bên mà, ủa em ơi em gì vậy em mới ơi em, có gì không em? Lật ra đặt giật hoài mà con mắt của bác năm gái mở ra rồi. Nhưng mà cái kiểu nói chuyện giống như thể là không có bác năm trai nằm kế bên vậy. Tránh ra mà xô cả bác năm trai luôn. Cái bác năm trai nó em sao vậy? Mà làm hoài mà cũng kiểu như vậy hoài đó, dùng vậy hoài vậy đó cả nhà. Mà không phải bị nhập nha. Mà giống như là bác năm gái đang xua đuổi một cái thứ gì đó là cực kỳ đáng sợ. Rồi bác năm gái khóc mà nước mắt chảy xuống luôn. Mà con mắt mở ra đàng hoàng vậy đó. Thì nửa đêm nó hôm hai vợ chồng trong một cái căn nhà lớn mà lại bị cái trường hợp như thế này. Cái bác năm trai ông la lên quá trời la luôn. Ông la một hồi hàng xóm người ta nghe cái ông mới chạy ra ngoài. Người ta gõ cửa, đạp cửa đó. Nói cái chuyện gì vậy. Thì bác năm chạy ra bác mở cửa này nọ vô thì im ru. Bác năm gái á nằm xuống mà thở cũng thở hổn hển vậy đó nghe. Nhưng mà không phải như hồi nãy. Thì cái mới đem bác năm gái đi coi là giống như là chạy đi kiếm nhà thương. Kiếm nhà thương, chạy vô nhà thương để coi là có bị cái gì hay không. Thì vô đó rồi cái một hai ngày sau cũng về. Cái về nhà nằm mà không biết chuyện gì sao tự nhiên vợ mình dậy. Mà bác năm trai á, thì cũng nghe lời ông bà hai cũng mua đồ cúng kiến này nọ. Mà ở đó một tháng mấy trời rồi bác năm trai không hề thấy gì chứ. Cái bữa đó đâu cũng là 5-6 bữa sau nghe. Hai vợ chồng cũng đang ngủ mà mới vô nằm là chưa có. Bác năm thọ nói là chưa có vợ với bác chưa ngủ nữa. Bác vô mà vợ bác còn hay mà. Rồi vợ bác còn xích vô cho bác năm thọ nằm mà. Cái bác năm thọ mới vừa nằm xuống á. Cái bác năm gái á khóc, tự nhiên khóc. Tránh tôi ra, đừng có lời gần tôi, tránh tôi ra. Ủa cái gì vậy em, cái gì vậy? Tránh tôi ra. Anh đuổi ông đi. Là chỉ có như vậy thôi. Đuổi đi, la hoài vậy đó. Trời ơi, cái bác năm thọ cũng nghe người ta nói là cái chuyện mà tâm linh này nọ ngay lúc. Nhưng mà lúc đó là người ta không phải là nói đó là cái vong hồn của ông Út. Người ta không biết, cũng không ai nghĩ là trong hồn múc là còn tồn tại tới thời điểm đó. Bác năm thọ thì cũng không biết trời chăng đất lỡ gì, nhưng mà nghe người ta nói là cũng có nhiều khi có tâm linh. Cái bác năm thọ mới chạy ra ngoài, bác năm thọ mới lấy mấy cái cho của lư hương ở cả nhà, bác này vô dạy đai lên người của vợ bác, dạy lên cái im ru. Im ru cái hồi cái đâu có năm sáu phút sau cái bác năm gái nó, ủa anh ơi sao lại gì mà ngứa dữ vậy? Tại vì ba cái cho đó cả nhà, bác năm gái bác dùng dãy này nọ thì bác ra mồ hôi rồi cái cho đó mà cái tàn cho mà giải vô trong người nữa cho nó ngứa. Cái bác năm gái mà bác mới gãi bác nói ngứa như vậy thì kiểu đó mà sao không ngứa được. Nhưng mà bác năm trai thì bác cũng không muốn làm cho vợ mình sợ quá. Bác nói thôi em ơi, nãy anh vô ý anh làm vớt, thôi bây giờ em đi ra em tắm. Hai vợ chồng đi ra thì bác năm gái ở bên trong cái phòng nhà tắm á, cái nhà tắm mà mỗi lần làm bằng cái ở phía bên ngoài nhà nha cả nhà, nhưng mà làm bằng lá dừa này nọ nè, hay là lá dừa nước để đó người ta che, ta che xung quanh để cho tắm là người ngoài dòm vô không thấy thôi. Thì cũng xối ca này nọ tắm xong rồi cái bác năm gái mới vô bên trong. Cái tự nhiên cái bác năm gái hỏi bác năm trai như nè, nói anh ơi anh, mà cái mặt bác năm gái buồn xo nghe. Ủa cái gì vậy em, cái gì thì em nói. Lỡ mà em có chết á, em chết anh buồn không anh? Tự nhiên hỏi vậy. Cái bác năm trai nó, trời ơi em nói gì mà tầm bậy tầm bạ vậy, em thấy cái gì, em gặp cái gì em nói cho anh nghe coi. Thì bác năm gái á mới nói, mà nói theo kiểu là mà anh nhớ nghe, lỡ em có gì anh đừng buồn nghe. Chỉ nói vậy đó. Nói xong cái tự nhiên cái cười xong cái đi vô trong cái phòng mới nằm nữa cả nhà. Cái bác năm thọ không được rồi, bác năm thọ mới chạy ra ngoài đường á. Bác năm thọ mới kiếm một cái người, mới nhờ là đi qua bển kêu ông bà hai qua. Thì ông bà hai mới lại dẫn bác hai trai là anh ruột của bác năm thọ đó, với vợ của bác hai trai là 3-4 người đi qua đêm đó ngủ trong nhà. Rồi sáng ra mới hỏi là bác năm gái á, là gặp cái gì, cái sự việc nó ra làm sao. Hỏi bác năm gái quá trời luôn mà bác năm gái không có nhớ. Bác năm gái nói con không có biết, mà có cái gì đó con sợ lắm. Cái bác năm trai mới hỏi là tối hôm á em nói với anh á là như vậy em nói là em chết này nọ vậy đó, em nhớ không? Nhớ, mà lúc đó là không biết, em không biết là em kiềm chế không có được. Có nghĩa là bác năm gái nói là mình có nói, nhưng mà kiềm chế những cái lời nói nó lại thì kiềm chế không có được.
Thì bác năm trai ông lo cả nhà, mới vợ mình mới cưới giờ mình thương yêu biết chừng nào, rồi bây giờ mới có cái mấy tháng mấy hơn à, lại ra chuyện này ra chuyện kia. Thì thế vậy mới đi mời, đi mời thầy, cũng mời thầy về cũng làm dữ lắm cả nhà, cũng làm nhưng mà không thấy trong hồn út lên, không thấy lên, không thấy làm lên cho ông thầy này rồi xong ông thầy kia rồi ông thầy nọ, ba bốn ông thầy trong vòng 2 tháng trời mà ba bốn ông thầy chị hoài. Thì cứ chị rồi im được ít ngày sau rồi lại kiểu như vậy, mà hỏi thì không nhớ, mà lúc thì ngơ ngác giống như là cái người mà mất hồn vậy đó. Rồi cái bác Năm Thọ mới dời qua bên nhà vợ mới hỏi là hồi nào tới bây giờ vợ con có vậy hay không, hay là hồi nhỏ có chứng bệnh gì không để con biết con đi kiểm tra này nọ. Thì bên nhà vợ nói là không, hồi nào tới bây giờ là nó bình thường, không có cái gì, chứ mà cả gia đình bên vợ cũng không có một ai có cái dấu hiệu của cái bệnh đó cả, cái bệnh tâm thần hay là này nọ không có. Mà sao tự dưng riêng vợ mình là bị như vậy, mà kêu thầy giờ thì thầy nói là có dông theo, nhưng mà chỉ hoài không hết. Cái lúc đó đó thì ông bà hai mới kêu là vợ chồng của chú Năm Thọ về bên nhà sống đỡ. Cái nhà đó thì tạm thời đóng cửa, thì mới về bên nhà cũng vậy nữa cả nhà, chứ không phải hết, cũng y chang vậy luôn. Thì kêu bằng bác Năm Thọ nói là cái thời gian đó là không làm ăn gì được hết trơn cả nhà. Tối ngày là sau khi mà về bên nhà của ông bà hai đó, là suốt 2 tháng mấy gần 3 tháng trời luôn là không làm ăn gì được. Một chút xíu là quay qua quay lại bác Năm gái bị cái này, là qua lại là bác Năm gái bị cái kia. Mà cái kiểu là bị không có ảnh hưởng tới bản thân, nhưng mà cái kiểu mà nói chuyện ngơ ngơ ngáo ngáo như cái người tâm thần vậy đó. Mà đi khám cỡ nào có không ra bệnh, chỉ nói là sức khỏe yếu này nọ thôi, tại vì bị vô cái đó để ăn uống không có được cả nhà. Thì bình thường thì cũng như bình thường vậy đó, nhưng mà lâu lâu lên cái lại phát ra những cái lời nói trên trời dưới đất, không ai nghe và hiểu được cái gì hết. Lâu lâu thì lại cào nhào ban đêm ban hôm thì la lên sợ hãi rồi này nọ. Nói chung là trong vòng có gần 3 tháng mà bác Năm gái từ một cái người mà cao 1m65 mà cân đối, cái thân hình là cân đối nhìn rất là xinh nha, mà tiều tị tới mà ba má ruột của bác Năm gái đi qua cái là khóc tại chỗ luôn, chứ không có chờ đợi, nhìn tiều tị dữ dằn lắm. Lúc đó là ai cũng nghĩ là cái giờ thầy bà cái này quá không hết, mời chỗ này chỗ kia mà không hết, là tưởng là bác Năm gái là chết ở cả nhà, chứ sống không nổi á. Cúng kiến đồ các kiểu, cúng từ dưới sông lên tới trên bờ, cúng ra tới ngoài đồng, có nghĩa là không có biết cái dòng hồn ở đâu, cúng quá trời cúng. Nhưng mà sau này á thì lại gặp một cái người thầy này thì ông này cũng không phải giỏi nha, mình làm những cái kiểu là ông khắc cái mạng số, ông khắc được cái dòng hồn của ông Út hay sao đâu á. Mà ông về cũng mời ông về theo kiểu là hy vọng mong manh thôi, và cũng biết được cái ông thầy này theo kiểu là ông biết chút ít thôi, chứ không phải là ông giỏi như mấy ông thầy kia là có tiếng có tai có tâm á, có tiếng có tâm đó mà không làm được. Thì ông thầy này làm được cái gì, nhưng mà giờ giống như là còn nước còn tát cả nhà. Thì mới nhờ ông đó về, vậy mà nhờ ông đó về không biết ông tụng niệm sao mà cái ông Út ông nhập liền nha. Ông nhập vô dòng hồn của bác Năm gái á, ông nhập vô ông nói là bây giờ là tao ở đây tao buồn, tao bắt nó đi, tao ở đây từ mấy chục năm rồi, nhà cửa của tao mà bắt đi, tại mày cứ nó mới về đây cắt nhà, chứ mày không cứ nó thì cũng đâu cắt nhà. Ông đổ thừa bắt Năm gái, bây giờ ông đòi bắt bác Năm gái đi là tại vì cắt cái nhà trên cái chỗ của ông. Thì gia đình lúc này là mới năn nỉ, nhưng mà đặc biệt là trong hổng Út tự nhiên cũng lại sợ cái ông thầy này. Ông thầy này thì không có giỏi mà sao lạ vậy đó, ông sợ cái ông thầy này, ông làm dữ lắm nghe, ông nói cuối cùng thì mới chịu đó, nói cũng làm dữ lắm nghe. Rồi kêu là bây giờ phải đi tu này nọ, rồi còn nói thôi là tôi đốt ông rồi nọ. Nhưng mà ông thầy đó không biết đốt gì đâu, ông kiểu là ông biết là sơ sơ thôi, ông coi chỉ tay chỉ chân chút đỉnh, rồi cúng kiến mấy cái ngày chết này nọ, rồi ông biết coi ngày này nọ thôi, chứ ông đâu phải giỏi đâu. Cũng biết ông vậy, nhưng mà còn nước còn tát thì qua mời ông luôn. Vậy mà cái dòng hồn của ông Út cũng lại sợ, còn mấy ông kia không sợ, mà mấy ông kia cũng tìm không ra nguyên nhân luôn. Mà tâm linh mà cả nhà, khi mà biết được cái nguyên nhân thì rất là dễ. Thì sau đó mới trị được cả nhà, là cái ông thầy đó là ông nói cho ông Út là đi tu mà ông tồn tại bao nhiêu đó đó, cái mới hỏi thăm tất cả những cái chuyện cũ này nọ đó. Thì sau đó mới đi qua bên nhà của bà Út á, thì mới nhờ bà Út thì lúc đó cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà cũng còn minh mẫn được nữa nha, rồi cũng chú hai nọ cũng có vợ rồi, cô ba cũng có chồng có con này nọ đầm ấm rồi, thì mới nói như vậy đó. Thì gia đình mới qua thỉnh cái lư hương từ bên nhà đó, đem cái lư hương qua bên mộ đó, làm cái lễ cúng, rồi sau đó mới gửi vô trong chùa, là từ đó về sau là yên ổn luôn. Rồi
câu chuyện của bác Nam Thọ đó là kết thúc một câu chuyện rất là ghê. Vào những cái vào trường hợp đó là bác Nam Thọ chia sẻ rất thất vọng dữ lắm cả nhà, tuyệt vọng luôn đó. Nhưng mà may mắn thì mỗi con người khi mà gặp cái nạn đó thì qua cái nạn rồi thì bác Năm Gái sau này cũng thoải mái và cũng không có còn gặp cái hiện tượng tâm linh gì cả. Câu chuyện đã kết thúc. Bảo xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo.